Kính thưa toàn thể vị, và nối tiếp chương trình là xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Lý Bông Dừa, bài hát được mang tên Bạc Liêu Miền Nhớ. Và với bài hát này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Quang Dũng. Xin chào Quang Dũng, chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Và sau tiếng hát của Quang Dũng là tiếng hát của Ba Hài chuẩn bị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi quay mặt cúi đầu như chẳng chờ chẳng nổi bấn quân. Tôi không hiểu gì sao biến giác vào từng con sông, vừa lá vừa quen biển chảo bờ rồi xa thẳm để bờ gác bên mong động bước chân mình. Tui về làm